Ba mình nhờ đặt cái máy quay ở đây này. Mình nhờ đi. Nói từ đầu đến giờ mà không hiểu à? Chiến mẹ rất curious. Xin chào, tớ là Minh Anh, còn cậu mình là Tung Channel. Hôm nay chúng mình sẽ tham dự trận đấu giao hữu. Hôm nay là một trận chuyên minh giữa nâng cao. Hôm nay thì Minh Anh cảm thấy nào khi được thi đấu với ngôi sao của trận đấu? Đầu tiên em xin được cảm ơn bố mẹ đã sinh ra em và có mặt trên sân bóng hôm nay. Đá chưa quay. Tớ xin cảm ơn bố mẹ đã sinh ra một tài năng. Đi các bạn. Chú chỉnh lại thôi, sao cứ chéo hẳn ra. Chú chỉnh đâu? Bước 1. Ôi, chân đau lắm, đá đâu? Sân 700 đấy. Thì thôi. Kiếm người à? Chân đó. Nhanh lên. Có 7 thằng chia tiền lấy đéo ra tiền mà cả. Dũng rồi. Em sức bao rồi. Đang bóng rồi. À kìa, Dũng kìa. Kìa, mặc áo 3 xa kìa. Hết rồi. Tức chỉ có ít, hôm nào chả. Thế thì em sẽ vay 200 tí đóng từ sân. 200 hôm nay mà 50. Bây giờ nói em nói thật với nhau. Đang đi thay quần đi thay. Đi cơ. Đi vào đi nhá. Ý nghĩa anh mốt đá anh hỏi em há mồm mà. Ý thành là thổi. Vô duyên mà ai trưởng. Không có trưởng ra. Anh ấy Dung ơi. Dung ơi. Anh ý thức của gì ấy? Ý thức của anh như nào ấy? Ý thức của anh không có con rưởi ấy. Anh ấy phải giàu rồi không? Anh ấy sân 700 mét đá thế nào? Đi ra ngoài đi. 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 Đ
ăn đi bộ ơi. Đấy, quay. Đá đẩy nhường trước đi. Không đá này em ơi. Hôm nay em có đi mà. Bây giờ đấy là 50-50 với thủ môn. Đấy, hôm nay chỉ có ai cảm đi thôi. Mình như quản lý xong cũng quay lại nhìn cá mộng nó cả mắt. Hôm nay thằng Phi nó còn gọi điện với em, nó còn bảo lên đi thiếu người. Đấy, xong em lên một tí ra. Không phải là đuôi, trong sức đá đâu. Bố mình vừa mình đi ăn về thứ nhất thì hai bố đau chân. Thứ ba là bố vừa chén xong mày thì đi ra. Đéo. Bố em còn sức mà đá luôn em luôn, không tính là em đi bộ ấy. Mẹ nhắn tin cho nó trả lời rõ lâu. Mẹ đang ở trên đường từ quê ra. Từ quê mất sáu. Lúc mà chiều bà nhắn tin đi xong rồi nhắn tin lại bà trả lời gì cả. Mất sáu, không có sóng. Nhà bà không có sóng. Mày đi nhiều chưa? Tôi làm gì ở nhà? Anh cứ đá về cơ mà. Đá gì ạ? Tại vì lúc nào bà về bà không ăn uống các thứ à? Chả thế. Nhắn tin mãi không trả lời. Được rồi, được rồi. Mẹ thân thương do hôm nay nó như là gì chỉ đá bóng lãng xế. Là gì? Hôm nay qua nói chuyện với bạn, bạn yêu đó. Thôi hãy dồn đỡ đi. Thôi thôi chờ thôi đấy, mẹ đi cho nó chạy. Chứ gì nữa thôi. Xếp 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 xếp. Trái. Có hả? Đúng không? Thành như là thích làm huấn luyện viên. Trường lúc này em cả tương chân thì có đâu nói đâu. Đấy. Đó đây, đó đây. Điều này nó chỉ có 11 người thôi. Ở đây bọn em có người yêu hết rồi đúng không? Chưa. Em bảo hai bọn mày, hai đứa em gái này. Hỏi bắt cá hai tay rồi, lúc bị phát hiện ra bọn em có đau không? Cái này như nào? À? Ai bắt cá hai tay? Con trai ấy. Đau gì? Có con gái có đau không? Đau gì anh? Đau! Bắt hai tay chẳng thích. Cũng hơi đau. Đau gì? Thì con gái bắt lại, nó bằng nhau. Thì bắt vào! Anh đang bắt cá hai tay đúng không? Tôi bị ghê phát hiện ra đúng không? Em ơi, bắt thêm tay nữa, quyết định bắt thêm nữa. Anh nghĩ xem là lúc mà người yêu anh bắt cả hai tay thì anh có đau không anh đấy? Anh bỏ mẹ cái thằng kia đi rồi anh bỏ đi đúng không? Thế thì anh cũng phải ước chế đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thành nghe không có nước à? Không nước quá. Nước này đi. Nước đấy một nước chưa anh ạ? Nước mở ra xong rồi thì... Nước nhé. Uống uống rồi đấy, sao thế anh? À luôn. Alo, sân năm hết giờ rồi các bạn ơi. Mày chơi cả sân à? Chơi cả sân à? Ủa em ơi!
sân mình như vậy. Mà bạn thấy mà tí ra cũng không quay cho nó cười. Thank you.
luôn. Quay về. Quay về. Đâu đâu. Đỡ trước để bóng vào ngực của trước rồi mình ôm. Rồi. Tốt đấy vậy. Từ từ đặt lên nửa đấy. Đóng luôn. Hay quá nhỉ. Chính xác đấy. Rồi, có đi. Rồi, lại gây uy. Đưa xem nào. Nên đừng để cho nó phát hiện ra là thằng Nghĩa đang chẳng hạn. Em 18 à. Thôi giáo thì xin mình ra đây. Có về đi, có về đi. Nó sai là em sao bị kéo không chơi đi. Hay chưa, ông cổ truyền Vitalin. Thích đặt ở đâu rồi? Ở đâu? Ở đâu rồi? Chưa rồi thế này đưa ông bảo toàn thả nó đẩy rồi đấy cho nó đuổi nhau mắt cận không còn đỡ lại 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 phản công là hai đứa đấy xuống luôn ra đã mất công là Huy chặn lên của đấy phải đã đè rồi là phải đè này xong rồi lấy góc mất công đè rồi. Nhưng mà nó đè rồi nó quay về phía bên trái rồi nó quay bên phải đè rồi quay bên phải nha. Chạy thế đồng đội sao truyền được. Hồi sau Thành Nhung rồi, Thành ơi. Thành Nhung rồi. Thành. Không hiểu chuyện gì Thành ơi sao lại thế hả Thành. Tụi em mới được 10 phút thôi đã thở rồi đó nghe. Chút. Chút. Dài thế là không ngon chuẩn cường người không hay gì. Ông ơi, 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 ông ơi,
Quay về chung nhá. Phản công tôi Huy ơi, đừng đá thế.
Thành ơi, mày lái không phải cánh nhá. Mày chạy anh Tinh đi bộ về. Mày chạy đi. Mày chạy cả chân. Đặt nở lên rồi đó. Không bạn không anh? Em đã thầm hay chưa? Mày điên à lại. Mày điên à lại. Mày lưng kia sang. Điên điên này hay quá đi. Mày hay quá đi. Mày lưng đi về luôn đi. Đi về văn phòng. Mày đóng. Mày điên à? Có lúc mà lên bắt cái gì cả lên lúc này. Mình trong lòng con lưới không? Chúng em mày điên à? Ủa sao nhìn? Chúng em không có thể điên không đuổi. Bắn nổi chạy thôi này. Bắn nổi lại. Bắn nổi lại. Đóng đi. Đóng đi. Đóng đi. Nói đặt nở lên còn nữa là mệt đấy. Trời ơi, quay đầu anh nhỉ. Đi đây nghe tiền đạo luôn. Không tưởng anh ở ngoài chú. Chú chạy đấy, anh ơi. Sorry Đức. Anh hỗ trợ Đức bắt đấy, quả Đức muốn chuyển. Đức, anh béo cái bay đâu cả. Từ nó lên chứ. Chạy nhiều. Chí vệ về cho đá đấy. Cứ đầy lấy có củ lói đá. Không kìa, không kìa. Anh ơi. Ôi. 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 Kilo hay nhỉ, xin gặp đội bóng. Đội bóng 20 cầu thủ, 8 người mình cũng. Đéo ơi. Anh nói gì vậy? Đéo ơi, không ra trả lời, nó hỏi nhiều này. Là em vừa tắm xong. Không biết là em ơi. Tôi đéo dám bảo đâu. Toàn tư thế ngửa đầu lên trời rồi.
vào chết cứu tàu em. Đúng chưa anh em đi gì? Cố lên. Đây, lại đây, qua đây. Đấy này anh đi. Quỳnh Anh đá đấy không phải ngồi học chuyện đâu. Mà đúng. Ở trong sân. Oh, tận đây đâu đây làm sao ấy? Yeah. Có đi tí. Yeah. Không nào sao vào khoản nữa. Đồng minh anh làm trò con bò á. Ai nhở? Mình rút luôn. Ê em ơi! Tốt rồi heo! Anh ơi, em quan tâm đây anh đá thử thế đi! Em có quan tâm! Chuẩn đánh rồi, chết cố rồi! Tao mới bắt thế thôi! Thế cuối cùng như hạn đi! Các chú ơi! Chúng ơi, đi đâu anh đi! Quắc! Này đây! Anh đá còn không ngon à? Hôm nay thi đấu nhiệt tình thế nhỉ? Có Puno của khác. Thế? Sao? Đấy đấy, đấy điện thoại của anh à? Đấy đấy. Đấy không? 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 Đấy cố lên anh! Lại! Chài là gì của đấy mấy ba ăn? Mặt quá! Ờ được! Đánh anh được sau! Đánh trái! Ồ! Lên được ngon! Quá chú có xem trận siêu không? Không! Xem rồi, định bạn khỏi nháo quá! Ờ anh thất vọng đỏ tài với lờ! Năm nay Brazil loại một bảng chắc là nó cho nghỉ cũng luôn! Không, anh có xem của trận SL. Đức ơi! Úi giời! Vào không? Con ơi! Hay đấy! Hay đấy! Vào à? Có đấy chứ? Anh để vào, anh cũng vào. Ờ, anh cũng nghĩ là quả đấy vào đấy. Không, đấy vào được sự của nó. Cố lên! Đá cánh kia trước, mình đã đội mình luôn. Hãy đoàn đi, Giang ơi. Đi em ơi, thay người tí không? Sơn ơi, cho đoàn tao ơi. Đoàn tao cho Sơn đúng không? Thay người em ơi. Nước quả đây, để ra nước quả. Người ta lấy bóng rồi. Chính người mà. Đúng không, thay Sơn đúng không? Đội nó mà em. À, đội nó. Không chưa làm được em ơi. Chiến xúc là tốt quá nhỉ. Bóng lại. Bất ngờ. Chuyến hồi cấp 2 học cùng anh, chuyến thật là đổ nó lên là chạy gôn. Ui dồi ôi, chạy đổ gôn, như FIFA 2000. Mà cấp 1 như là nó học cùng chú. Thấy người ấy, SN cho đoàn đấy. Nhân ơi, đá giữa nhân ơi. Để đá giữa mà, nhân là thắng. Chúng xem bóng đá kiểu gì thế à? Bị Bruno distract. Chúng là bóng đá Azamos rồi. Hôm nay anh nhắn tin vào số cũ của em, rủ em đi. Nhưng mà em không dùng số đấy nữa. Số Việt Nam ạ, có biết bao nhiêu? Số hồi trước. Sao nhỉ? Cả email của em ấy, không dùng iMessage ạ.
sao nhắn cái có gì sao rồi. Nhắn vào Instagram ấy đây một rồi. Đây vẫn dùng số phao rồi mày. Tại vì nó tự động chuyển bạn với theo như này. Quay cho thành ơi. Mất tiền em mất tiền đấy. Mất tiền. Thế thì thải. Sao em? Anh nhắn cho em. Ừ anh biết. Để em mua sim Việt Nam dùng 3G cho sướng. Ủa, tôi cái sim kia. Mẹ em đang làm mất. Đâu rồi? Thôi từ từ em ơi, từ từ. Đứng rồi, đâu rồi? Lóc nhá. Đấy, mẹ anh gọi thì nghe, không bình thường đừng nghe đừng chờ. Nhá. Bóng vẫn ở trước mắt 1 mét nhưng mà Minh Anh không. Mình... Minh Anh có kiểu đảo nhưng mà chân không qua hết bóng. Chân thì để trên bóng thôi. Đấy. Nên mà nhấc chân lên. Nhanh chân lên được. Hay quá em ơi. Còn anh ơi hay quá em ơi. Thấy chưa em vừa bảo quan tâm đã được nào rồi. Thế rồi em không quan tâm đến anh rồi. Rồi này, rồi, giúp rồi, 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 3 2 4 3 2 4 rồi 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 3 2
Đừng lại một mình thấy con lên em ơi. Ra đi. Tốt rồi em ơi, tốt rồi. Sao em ạ? Máy quay của Giang không hình không bằng cái kia. Chờ anh quẩy cái thả nha. Chú ơi, anh chụp con người rồi. Anh cũng đã cùng với Giang, anh cũng ăn cơm cùng Giang. Đẳng cấp đó ha. Đúng rồi. Mình cái chung như kiểu uống bơ muối tăng lực. Ăn cùng một thứ thức ăn. Cái chỗ như gì. Tao mày chỉ đi học phòng thủ. Đây. Chiến đấu với thằng Trung Quốc nhỉ. Trung Quốc là sao? Mấy cái thằng trong phim Tiểu Lâm ấy. Kiểu bé bé nhưng mà đô ấy. Không được vậy, chiến là tam mao. Good. Và lúc trong sân không thể nhận được, ngoài sân bắt đầu quả đấy nếu mà anh. Anh không có tiền đạo mà sao có thể xúc lấy được. Chú không có tiền đạo không? Tất cả những thằng đứng ngoài sân là đá nhất trên đời. Đá nhất trên đời đứng ngoài sân. Xin giới thiệu đội hình chính đang ở ngoài sân nhá.
đây chính là đêm chính của giải năm nay phải không? Đúng rồi, em vào sân đấy. Em bóng nhiều, có bầu của đội nhiều nhưng mà. Ôi giời ơi, sạch đau quá, bị cua mẹ rồi. Đây, mẹ rồi. Đéo được, đéo phải làm phiền. Đéo được. Đằng nào thế? Không gỡ nổi nữa. Có phải cắt? Thế này. Hồi trước một người anh Đức với cả bây giờ đi du lịch với nhau ấy. Thế là có một bà kiểu khá hot. Mới bắt đầu ra nhờ bà chụp ảnh hộ. Xong rồi chụp xong một kiểu chụp hết bây giờ nói cái gì đó biết. Nhảy anh nghe rồi. Ui. Không, tí nữa. Em muốn nói câu đấy em phải nói với Minh Anh. Em ạ. Có nhiều rồi nhưng mà em không gọi là chưa cũng được. Không gọi là anh nhiều. Anh ấy vừa tốt nghiệp xong. Không có chuyện. Đấy, anh vừa ngã. Minh Anh đã đâu rồi? Là biến ảo với Minh Anh nhỉ? Minh Anh lâu là hay kiếm người. Anh thích Minh Anh à? Anh thích Quan trọng là cách đập cổ Tây Ban Nha này thôi mà anh nghĩ Tây Ban Nha nó có năm thôi. Anh Tây Ban Nha một khi mà thắng 1-0 đối đội nào hơn luôn. Đối đội nào hơn luôn. Khi là thế đó. Khi là có thể Messi này là chung kết. Lúc đầu anh cũng đoán Brazil hay thế nào là Tây Ban Nha. Brazil đá là tên tuổi của
3 bàn hôm qua Brazil, 1 bàn Penalty, 2 bàn còn lại, nỗ lực cá nhân. Bên! Quả của chị Kim hay nhau. Đi rồi. Bầu sảnh ấy, ngoài quay 170 độ cơ. Này, anh mà để xem EDP thì chỉ là có một con người để xem EDP thì có hơi hơi mờ, nhưng mà được một trăm điểm. Nói chung là Đức không nên hình. Người ta thấy chắc chắn. Yên tâm em ơi, anh có bình luận ở đây rồi, không sao đâu. Bóng mình ơi. Chiến
từ vị trí tiền đạo. Thứ chết mình bỏ vị trí. Phải quay về thôi. Rồi quả hay. Oh, go, 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 go. Được quả đỏ trên này. Quá là các em cứ địch, mẹ ba bốn quả. Cứ để răng qua người đội bên kia rồi. Bên này thì đấy, thấy được không? Thấy được không? Trái. Lại giáo khoa rồi. Nào nào. Đá đen. Ăn rồi. Tiếp tên! Sức của nó! Fuck kêu! Anh tưởng của đấy Đức là Zidane. Tân bóng nhẹ nhàng. Quả... Đấy đâu? Neymar, quả chung Neymar đừng hỏi quả sau thì như vua Bách. Đức thì... Quả dễ không đi bàn. Anh vừa thấy ba đứa đội mình ở trên sân cùng như này một lúc. Người. Đây, chở anh em xuống mẹ người rồi, rồi vào thì nó quay lại. Không. Anh bảo nó một tí nữa thôi. Mình anh vô vào. Bè gấp rồi, bè được trượt. Bệnh thật đấy. Thế nào? Người đâu đá ở đấy nhỉ? Quang muốn đá là vào thay chiến. Quang sẽ chấm. Thích ngồi đây à? Bây giờ anh thắng rồi nhưng mà khó khăn gì đấy. Đáng vào thôi. Ôi, anh em ơi, anh Chu đã làm trò chuyện. Đã làm trò chuyện. Đây rồi, anh chụp còn đó. Chín giờ 40 chú vào. Hay quá Đức ơi. Đức thủ môn nhá. Để em ghi bàn thoải mái nhá. Quá là hay. Quá là What the fuck? Chiến đảo chưa không người kinh vãi. Hay đấy Trường ơi. Kiểu lấy đà để xuống là phải đảo bóng ấy. Đảo thì đúng rồi, không biết là mình chọn chút. Anh chỉ thích nhìn mình anh đã. Mà không, mà chỉ có chân phải thôi. Không bờ chân trái. Chỉ có chân phải. Ôi dồi nào, đứa nào đứa lúc nào vào đây rồi. Em ơi, đội em che camera. Anh ngay này. Ơ, cút non này. Con gái con đứa thế điện thế. Chú biết à? Chú nhìn đây này. Anh thề, hôm nay highlight của anh em sẽ không có một pha xử lý nào ở trận sân. Ôi em ơi. Đây là điều chắc chắn. Thôi ra đây bình thường có đâu. Sân nào mà ở trên sân người cho. Bình thường là có đâu. Chú về xem tay ạ. Chú có vào mặt ở chú vào. Thôi nhỉ, đúng không? Chúng ta làm gì có tình huống nào nguy hiểm mà Sơn vào sân đâu? Có! Ra đây rút! Đây là một tình huống. Không, đây không phải anh. What the hell? Đầu tiên của ai? Bình tĩnh ơi! Ôi, ghê quá. Bây giờ là bóng ngoài rồi.
Thank you.
mẹ hết đi luôn này. Thắng luôn. Đi ra mà chúng chạy đấy. Thôi. Ôi hay đấy, tụi này ơi. Kìa. Cũng không qua, không quay đặt cái kiểu ạ. Xử lý không phải kiểu trung tâm. Minh Anh đảo bóng. Tốt. Tốt. Ôi. Hay quá. Này, mình anh ơi. Ôi, sợi đỏ bóng. Anh tưởng sao nó không chịu đánh bóng. Em ơi, đánh gót lại cho Quang. Không có nhiều bàn đâu. Phải dùng đâu bây giờ. Mình anh ơi, ghi bàn đi. Bàn thắng đi. Khi cho nó lên, nó không đọc. Mình ghi được một bàn. Ừ, đúng rồi. Anh nhớ một bàn. Đàn anh đâu. Và lúc đấy cả đội anh mừng. Ôi, cả đội bàn không hiểu gì. Chỉ là một bàn thắng. Không nhớ thắng thua. Thắng, chắc là thắng. Thắng, đợi em mở tỷ số mà. Đôi bạn kiểu mắc cho mắc dẹp luôn. Em ơi. Mình ơi. Anh ấy đá giữa được không? Đợi tí, đợi tí. Mình nhớ thay người chủ đá giữa. Đây là tí cổ bão.
Má lắm rồi. Chúng ta nhiều lắm. Chúng ta chơi cuối cùng luôn. Đoàn ơi cho Khánh nào. Còn anh về là giữa Quang lại trở lại cánh không? Minh Anh sang cánh phải ấy. Chạy có chuyện.
Long chân. Thank you.
Lại một cái vô to ấy. Làm gì thế? Con sao bên đấy lên đi. Định lại bên thua rồi. Lại như quả, ngay trước con. Thôi, thôi. Bài nhà ấy. Tìm đi. Vào không? Làm cái kéo thì vào làm đàn đàn ơi. Bắt đi. Ơ đùa. Giang ơi. Giang ơi. Giang ơi. Giang ơi, về Giang ơi. Đúng rồi. Ra đi. What the fuck? Anh không thể chấp nhận rồi Tùng ạ. À. Một trận đấu không thể ngừng nổi. Chuyền. Trận đấu đấy. Không vào đâu. Ôi trời ơi. Này. Đấy em thấy không? Ra mới thua. Giang ơi để em bịt máy quay lại cho anh. Chúng tôi vừa ăn rồi. Đây này mấy cái ni lông kia buộc vào rồi. Giang ơi đứng lên rồi em này. Yeah. Đó. Đây. Một cái môn. Mình nghĩ đã không có chưa? Rồi 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 chưa? Giang ơi. Mày cho cái thằng cận cái bắt gôn à? Ê, cái bắt gôn à? Là lên lên à? Đó chưa? Đó lên là kìa. Đó lên lại lên. Đúng rồi. Bắt gôn à? Tay không đồng ý vào bắt đầu rồi. Nhung ơi, Nhung ơi. Bắt bạo cận. Bắt đi bắt. Chung ơi. 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 Hôm nay số phải thua rồi. Bao nhiêu quả không vào được. Anh chưa? Cô đi anh đúng không?
Ui dồi ôi. Thôi đúng rồi. Và đây này bị đau rồi sao anh giết được vô đời bạn rồi. Ê. Nó qua chân nó. Nó đau nó sao nó chả đưa được vô đời bạn. Mẹ nó sút thẳng vào đầu nó đau mẹ chân mình. Đang chạy đây. Chết con mẹ hay quá nhờ đội người ta đá hay đấy.
Bắn cái quả thằng anh nó ăn rồi anh hơi chú trần anh để mẹ có đấy nó sút một cọc được nó đang nghỉ rồi 82 anh nhìn người ta thay ra thay vào vãi cả đái trước là mệt đội mình thì đá thở mất đi ông Trung vào đánh đánh đầu cái chưa rút ngoài đá ngoài đá tốt đấy ngoài thứ nó còn cái hay quá nhở ôi trời ơi thế là thua rồi quá đội mình thắng, đội mình thắng, đội mình thắng cái đẹp đấy nhỉ? Thở là đít cổ động viên đá hai em.